Rồi, hello, xin kính chào tất cả các cô chú anh chị, các anh em yêu chim kiển, các đồng nghiệp chiến hữu. Thì hôm nay dạng có nhập về một cái lô hàng, đó là chim manh manh, chim manh manh ta nha. Đó, lô hàng này là dạng nhập từ Campuchia về. Đây, các anh em yêu chim manh manh ta thì hãy alo cho dạng. Đây, dạng nhập về một lô hàng là các cô chú anh chị thấy mê luôn. Rất đẹp, đỏ, đẹp. Đây, cái lô hàng dạng nhập về. Đây, đỏ, đẹp nha các cô chú anh chị. Đó. Hàng đỏ đẹp hết nguyên con, đẹp, rất đẹp. Cái này dạng cũng để giá hữu nghị cho anh em chơi thôi. Anh em nuôi chim kiển thôi nha. Đó. Thì đầu video dạng cũng xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị, các anh em đam mê chim manh manh, cu gáy. Đây dạng cũng có mở cu nữa nha, để chút xíu dạng quay sơ lược cho các cô chú anh chị xem. Thì anh em nào muốn chơi chim manh manh hay là nuôi cu thì hãy alo cho dạng với số điện thoại là 0382233691 nha. À, số Zalo của dạng luôn 0382233691. Đây dạng quay cho các cô chú anh chị xem. Đây cái dàn manh manh này thì phải nói là ok rồi, đỏ đẹp, đỏ nguyên con. Để giá hữu nghị cho anh em chơi thôi, chứ không có cao nha các anh em. Cái này hàng, này hàng mình tự bắt à, mình bắt về thôi. Nhưng mà anh em nào yêu cầu nuôi chim manh manh kiển thì cứ alo cho dạng nha. Đó, manh manh thì nói chung thì rất đẹp, đỏ, đỏ hết nha anh em. À, những anh em nào dặn dạng đợt trước đó, bây giờ hãy alo cho dạng nha. Tại vì mấy đợt trước chim manh manh nó cũng chưa có được đỏ đẹp lắm. Đó, đợt này là đỏ đẹp luôn nha anh em. Đợt này manh manh đỏ đẹp luôn. Đó, đợt rồi thì về dạng cũng để hữu nghị cho anh em là manh manh nó chưa có đỏ. Đợt này dạng nhập về cái lô hàng này là đỏ đẹp luôn nha anh em. Anh em nào mà yêu cầu có nuôi chim kiển manh manh thì alo cho dạng nha. À, số điện thoại Zalo của dạng cũng xài cái số đó luôn. Cứ alo cho dạng, anh em nào có nhu cầu nuôi nhiều hay sỉ lẻ gì dạng cũng để hết. Tại vì cái này số lượng hơi quá đông nên dạng bán cũng hữu nghị cho anh em chơi thôi, chứ không có bán cao cho anh em nha. Thì số điện thoại của dạng là 0382233691. Đây dạng cũng còn một dàn cu. Cu này là cu dạng cũng đã tuyển chọn qua rồi nha. Nó trống chắc cũng được 70-80%. Có con gáy rồi, có con chưa gáy nha, có con gù luôn. Đó. Cu dạng tuyển thì nói chung là cũng đẹp, trống bự con. Nhưng mà không biết nó hay dở sao. Hay dở sao thì dạng không biết thôi, nhưng mà dạng tuyển là bự con nè, trống. Đó, anh em nào có nhu cầu mà nuôi cu thì cũng alo cho dạng luôn. Dạng quay từ con bổi nổi có luôn nha anh em. Bổi nổi cũng có mà bổi cũng có, bổi thường cũng có. Đó, như thế này thì dạng bán cũng bình thường thôi, hữu nghị thôi. Dạng bổi nổi có, mồi có luôn. Đây, con này thì nó gù gáy dữ luôn rồi nè. Mấy con này thì gù gáy hết, đá luôn, đá tai luôn. Đó nè, mấy con này dạng nuôi nói chung là nó cũng thuần hết rồi. Con này thì dạng mới bắt của ông anh Đại về. Con này chim đất nông nha. Đó, chim đất nông dạng mới bắt của anh Đại về, con mồi là đất, mồi đất quấn cây được luôn á nghe các cô chú anh chị. Dạng mới bắt về ngày hôm qua,
Thì mấy con này thì các cô chú anh chị cứ alo cho dạng, thì nói chung là giá cũng bình dân thôi, dạng không bán không có cao, bổi mà, bổi nổi mà. Thì con này nó cũng gù gù phóng, con này dạng bắt 2 tầng. Để dạng quay cho các cô chú anh chị xem. Đó, con này là dạng bắt con mồi của người ta hay gì á, sảy 2 tầng thôi. Đó. Mới 2 tầng thôi. Con này thì dạng chắc để là chơi quá. Nó mới 2 tầng rồi nghe các cô chú anh chị mà nó gù cỡ đó đó. Đó. Gù lớn vậy nghĩ là con mồi sảy thôi. Còn bổi nổi thì dạng cũng có một mớ bổi nổi. Còn này con này thì dạng mới bắt nè, mới bắt là đẹp. Bự con đẹp. Nói chung là hàng đây cũng qua tiễn lựa hết trơn rồi. Thôi bây giờ manh manh thì mình cũng nói về manh manh thôi. Số lượng nhiều quá. Dạng muốn ra bớt, anh em nào sỉ lẻ thì dạng cũng để luôn nha. Tại số lượng nó hơi nhiều. Đó. Anh em nào cứ có yêu cầu nuôi manh manh ta thì alo cho dạng. Dạng bán dạng không có bao ship nha các anh em. Ăn thua giá cả thôi chứ dạng không có bao ship. Ship thì anh em ship thì dạng ship cho thôi chứ mà bao ship thì dạng không có bao. Giá hữu nghị. Manh manh đỏ đẹp luôn. Đợt này là nói chung là nó đã chỗ màu hết rồi anh em ơi. Thì các cô chú anh chị nào có dặn dạng hồi đợt rồi đó thì bây giờ cứ alo cho dạng, dạng gửi cho các cô chú anh chị nha. Manh manh đỏ đẹp hết luôn đó. Manh manh này, manh manh này dạng Campuchia nhập về nha. Ăn uống đầy đủ hết rồi nghe các cô chú anh chị nè. Ăn uống hết. Cái này quay nó cũng hơi chá, nó không thấy rõ mấy, không đẹp. Đó nào. Đó. Thôi dạng làm cái video này. Anh em nào, cô chú anh chị nào có muốn chơi manh manh ta ghép đẻ hay là gì đó thì cứ alo cho dạng, thì dạng gửi cho nha. Gần thì dạng gửi gần, xa dạng gửi xa, nếu có xe quen ship thì dạng không có bao. Ăn thua giá cả của bên dạng bán ra thôi. Còn ship thì dạng không có bao ship. Anh em nào có xe quen tỉnh hay gì đó dạng gửi về cho được hết nha. Cứ cho số điện xe là dạng gửi. Đó, mình manh ta đẹp đàng hoàng. Chỗ màu hết luôn à. Các cô chú anh chị nào đó, các anh chị nào bữa hổm dặn dạng đó, giờ dạng có manh manh rồi cứ alo thẳng cho dạng nha. Rồi dạng kêu gấp gửi cho các cô chú anh chị liền. Rồi ok, dạng cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video của dạng nha. Bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo thôi. Đó, manh manh nè, đẹp. Còn cu gáy đầu này kia đó thì cứ alo cho dạng. Chỉ số điện thoại là 0382233691 nha các cô chú anh chị. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo nha.